chương trình Tam Nông. Chương trình Tam Nông. Kính chào quý thính giả theo dõi Tam Nông của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Thưa quý thính giả, thị trường lúa gạo toàn cầu biến động. Bên cạnh những thách thức là cơ hội để gạo ngon Việt Nam tăng giá trị, tạo dựng thương hiệu. Sức hút thị trường gạo xuất khẩu thế giới tạo cơn biến động mạnh đến các nước sản xuất lúa gạo ở các nước châu Á. Từ đầu năm đến nay, nhất là về 2 tháng cuối năm khi mùa vụ sản xuất lúa gạo tại một số nước sắp kết thúc, giá gạo xuất khẩu trên đà tăng đỉnh điểm. Các loại gạo xuất khẩu chất lượng cao, gạo thơm cao cấp liên tiếp xác lập mức giá kỷ lục. Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 1 tháng này, giá gạo 5% tấm của nước ta vừa lên mức 653 đô la Mỹ một tấn, cao hơn gạo Thái Lan 93 đô la Mỹ một tấn và Pakistan là 90 đô la Mỹ một tấn. Đây là mức giá cao kỷ lục trong 15 năm qua. Từ sau thời điểm 20 tháng 7, khi Ấn Độ thông báo cấm xuất khẩu các loại gạo tẻ thường nhằm đảm bảo đủ nguồn cung và chặn đà tăng giá ở thị trường nội địa, giá gạo xuất khẩu từ các nước có nguồn cung lớn như là Thái Lan, Việt Nam tăng liên tục, giao dịch với mức giá cao. Nhưng cũng có thời điểm giữa tháng 9, thị trường lúa gạo tưởng chừng là chững lại do đồn đoán tháng 10, Ấn Độ, nước có nguồn cung lớn, chiếm 40% gạo xuất khẩu thế giới sẽ gỡ bỏ lệnh cấm và tái xuất khẩu gạo trở lại. Trong khi các nước nhập khẩu gạo lớn như Trung Quốc, Philippines, Indonesia tiếp tục có nhu cầu mua gạo dự trữ. Tại đồng bằng sông Cửu Long, sản xuất lúa gạo hàng hóa lớn của cả nước. Các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo cho rằng đây là năm hoạt động giao dịch nhộn nhịp trước nhu cầu tăng. Lúa gạo đang thời lên hương. Từ tháng 9, giá gạo ngon cao cấp Việt Nam vẫn trụ ổn định ở mức cao trên 800 đô la Mỹ một tấn. Trong đó dẫn đầu là nhóm gạo thơm ST24, ST25. Gạo của các giống lúa chất lượng cao như Đại Thơm 8, OM18 được các doanh nghiệp giao dịch bán buôn mức 620 đến 650 đô la Mỹ một tấn. Lúc này thị trường gạo nội địa trong vùng nhóm giá tăng lên khoảng 1.000 đồng một ký. Một vài loại gạo chất lượng ngon cơm thông dụng như là Đại Thơm 8 bán sỉ tại các đại lý là 13 đến 13.000 rưỡi một ký, bán lẻ tiêu dùng lên 14.000 14.000 rưỡi một ký. Dù sắp tới vào mùa thu hoạch rộ, dự đoán giá lúa vẫn ở mức cao và khó giảm dưới 6.000 rưỡi một ký. Thị trường lúa gạo sôi động, các doanh nghiệp cho đây là cơ hội tốt để xây dựng thương hiệu phát triển thị trường gạo Việt. Trong những năm qua, bên cạnh các mặt hàng gạo thông dụng đóng bao 25 ký một bao tại khắp các cửa hàng bán gạo lẻ, mặt hàng gạo ngon cao cấp đóng túi được các doanh nghiệp chế biến kinh doanh gạo nội địa chú trọng khai thác thị trường khá thành công. Trong số hàng trăm nhãn hiệu gạo đóng túi, đóng hộp trọng lượng 2kg một túi, phổ biến trưng bày trên các kệ chào hàng, đa số các cửa hàng mua bán gạo chợ thừa nhận thói quen tiêu dùng có sự thay đổi. Hiện nay sức mua mạnh nhất là loại gạo thơm, cơm ngon, đóng gói 5kg một túi, do tính tiện dụng, dễ bảo quản, không bị mọt, ẩm mốc và vừa đủ dùng cho các gia đình với mức thu nhập trung bình khá tại các đô thị. Hiện có khá nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến gạo bắt tay làm nhãn hàng cho gạo ngon cao cấp, chống hàng giả và nhận diện thương hiệu, có thể kể đến như Lộc Trời, Trung An, Tấn Dương, Hồ Quang Trí. Trong đó, từ năm 2019 đến nay, tại thị trường nội địa có thêm nhãn hàng gạo Ông Cua của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, Sóc Trăng. Tiến thêm một bước nữa, gạo Ông Cua đóng bao bì 10kg một bao, xuất khẩu theo chuyến xuất khẩu sang EU, Canada, Úc. Trong khi tại thị trường nội địa, đa số gạo đóng túi trọng lượng 5kg một túi được nâng chất từ khâu chế biến đến thiết kế bao bì, nhãn hàng đẹp, bắt mắt theo thị hiếu tiêu dùng. Theo đó, các loại gạo cũng đa dạng sản phẩm gạo trắng, gạo hữu cơ, gạo dinh dưỡng tốt cho sức khỏe người ăn kiêng. Mặt hàng gạo hữu cơ là hướng tiếp cận thị trường theo phân khúc gạo cao cấp, dinh dưỡng. Tuy vậy, một số doanh nghiệp chọn đầu tư theo đuổi dòng gạo hữu cơ thừa nhận. Diễn tiến thị trường từ đầu năm đến nay, dù đứng trước cơ hội tốt, nhưng sức tiêu thụ gạo hữu cơ vẫn còn chậm so với 2 năm qua. Lý giải có thể do ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới suy thoái, sức mua loại gạo cao cấp chưa đạt như kỳ vọng.
Ông Huỳnh Trí Vương, giám đốc công ty gạo lúa tôm tại An Giang, nhìn nhận thực tế đầu tư phát triển sản phẩm theo hướng hữu cơ là tính đường xa, hướng tới tương lai, là mong muốn sớm thu được lời nhiều. Vào thời điểm hiện tại, sản phẩm gạo hữu cơ vẫn thuộc phân khúc thị trường ngách, đầu tư còn gặp rủi ro, phí chứng nhận cao, nên một số doanh nghiệp theo đuổi dòng sản phẩm này sản lượng chưa nhiều, chủ yếu làm truyền thông, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhưng để theo đuổi bền bỉ với sản phẩm gạo hữu cơ, một số doanh nghiệp còn có cách tiếp cận sản xuất gạo đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho dòng gạo cao cấp, chất lượng ổn định, nhằm vào nhu cầu tiêu dùng hiện đại, tạo dựng hướng đi lâu bền. Qua đợt biến động giá mạnh vừa qua, giới doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo án chừng mức tăng gạo nội địa trung bình từ 15 đến 20%. Xu thế chuyển động đáp ứng nhu cầu thị trường, gạo Việt Nam nâng chất từ thế mạnh các giống lúa chất lượng cao, gạo ngon cơm. Thưa quý thính giả, nông nghiệp tuần hoàn dù còn mới mẻ với nông dân Hậu Giang nói chung và Phụng Hiệp nói riêng, nhưng hiệu quả của mô hình sau đây chứng minh được những hiệu quả vượt trội trong tăng năng suất, sản lượng và bảo vệ tốt môi trường qua quá trình canh tác. Gia đình có đất sản xuất nhưng mãi đầy quay với bài toán lợi nhuận, nguyên nhân xuất phát từ chi phí đầu tư cao, hàng hóa nông sản bấp bênh. Cách đây 3 năm được sự hỗ trợ kỹ thuật của ngành nông nghiệp, ông Tô Hùng ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp quyết tâm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. Gia đình có 5 công đất, ông dành 2/3 diện tích để trồng lúa, số còn lại trồng qua màu. Lượng rơm rạ của cây lúa sau khi thu hoạch, ông Hùng dự trữ làm thức ăn cho bò. Nguồn phân bò được ông tiếp tục xử lý, ủ với men vi sinh để nuôi trùng quế bón lại cho rau màu. Nhờ cách làm này, ba gia đình ông Hùng giảm được nhiều chi phí đầu tư trong quá trình sản xuất, nên lợi nhuận đạt hơn 100 triệu đồng một năm, ông Hùng chia sẻ. Tôi thấy là phân hữu cơ làm thì nó ít sâu bệnh, rồi nó cũng an toàn cho nông dân, bà con mình ăn. Nhờ sử dụng nguồn phân chuồng này là thương lái thấy tôi làm rồi là thương lái cứ vô mua hoài tới giờ. Nông nghiệp tuần hoàn thực chất đạt quá trình sản xuất theo quy trình khép kín thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tận dụng lượng phế phụ phẩm, tái chế, quay lại làm nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình nuôi trồng tiếp theo. Từ đây, tạo ra nguồn sản phẩm sạch, chất lượng, giảm thiểu được tác nhân gây ô nhiễm môi trường và hệ sinh thái. Cũng xuất phát từ hướng đi này mà 2 năm nay, xã Phương Phú chủ động xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất khép kín này cho nông dân trong xã. Tính đến nay, huyện nhân rộng được 3 mô hình với cách làm như trồng cỏ dôi, nuôi bò, nuôi trùng quế, nuôi cá thác lát và trồng cây ăn trái. Anh Nguyễn A Xin, cán bộ kỹ thuật xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp nói: trồng cỏ dôi với cỏ xả với cỏ mầm nước, nuôi bò, lấy cái phân bò nuôi thêm trùng quế, lấy cái phân của trùng quế thì anh bón ngược lại cho cỏ thì không có tốn phân hóa học. Thêm cái nữa là lấy cái trùng quế thịt nuôi thêm cá thác lát, mà hạn chế thức ăn công nghiệp nữa, cho nên cái nó tăng cái giá trị kinh tế của nó lên, cho nên nó lời cao hơn là những cái mô hình khác. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, tính đến nay nông dân trong huyện xây dựng được 30 mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, 200 mô hình sản xuất kết hợp. Riêng năm nay, từ nguồn ngân sách của nghị quyết số 05 về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch giai đoạn năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Phụng Hiệp sẽ hỗ trợ cho nông dân 50% chi phí để xây dựng 9 mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao kết hợp với tuần hoàn khép kín. Trên các lĩnh vực sản xuất như sản xuất nấm rơm trong nhà kết hợp nuôi trùng quế, nuôi bò và thủy sản, nuôi bò kết hợp nuôi trùng quế, nuôi thủy sản và nuôi lươn, mô hình nuôi heo kết hợp bioga và nuôi thủy sản. Mô hình góp phần hỗ trợ cho nhau, nâng cao hiệu quả kinh tế từ 50 đến 100 triệu đồng một mô hình. Ông Trần Giang Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, huyện Phụng Hiệp cho biết thêm. Đối với cái nông nghiệp khép kín này phải có thời gian xây dựng rất là lâu dài. Và chúng ta đã thực hiện được 2 bước rồi và sẽ xây dựng cái nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, khép kín. Tạo cái bước đột phá mới trong cái xây dựng nông nghiệp mà theo cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ban tỉnh cũng như là nghị quyết của huyện ủy để áp dụng cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kết hợp với du lịch. Sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang là xu hướng phát triển mới của nông nghiệp hiện đại, khai thác tối đa diện tích và không gian, tận dụng nguồn nguyên liệu và phế phẩm để sản xuất và chăn nuôi theo chuỗi khép kín,
vừa giảm được giá thành sản xuất nhưng quan trọng hơn là tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường và phát triển ổn định trong những điều kiện tác động xấu từ bên ngoài như dịch bệnh. Thưa quý thính giả, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích hơn 4.700 hectare xoài, còn gần 3 tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Nhưng nhiều nhà vườn chủ động chuẩn bị chăm sóc vườn xoài của mình với hy vọng bán được giá cao dịp Tết. Tại thời điểm này, vườn xoài các xã ven quốc lộ 30 đang được nông dân tích cực chăm sóc nhằm có nguồn hàng tốt cung cấp cho thị trường Tết. Để xoài kịp bán vào vụ Tết, nhà vườn bắt tay xử lý xoài ra qua vào tháng 8 âm lịch. Trái cây Tết đòi hỏi yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, nên nhà vườn nỗ lực chăm sóc vườn xoài với hy vọng sản phẩm đạt chất lượng, mẫu mã đẹp, bán được giá cao để mọi nhà đón một cái Tết vui tươi và sung túc. Thưa quý thính giả, với đam mê làm nông nghiệp, một lão nông ở Cần Thơ mạnh dạn chi hàng tỷ đồng để đem giống nho mẫu đơn, giống nho đắt đỏ ở Hàn Quốc về trồng tại đất Tây Đô. Khi trồng thành công giống nho, ông không đơn giản bán cho thị trường, mà lão nông Nguyễn Bá Duy còn có tầm nhìn xa hơn là đầu tư làm trang trại cho khách tham quan, tận tay trải nghiệm hái nho ngay tại vườn. Những ngày qua, nhiều du khách đổ về vườn nho mẫu đơn rộng hơn 3 công đất của ông Nguyễn Bá Duy, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông là người đầu tiên trồng những gốc nho mẫu đơn ở thành phố Cần Thơ. Những tháng đầu mới trồng, do chưa có nhiều kinh nghiệm và hạn chế về kỹ thuật nên cây giống chết nhiều. Không nản chí, ông Duy mạnh dạn đến tận trang trại ở Hàn Quốc học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, ông dành tiền tỷ đầu tư hệ thống làm mát đối lưu để hạn chế mầm bệnh, độ ẩm trong không khí. Nhờ vậy, cây bám rễ phát triển xanh tốt. Họ rất thích thú, có nghĩa là cái người đầu tiên ở miền Tây, người dân miền Tây mình, họ cứ mặc định là nếu mà nói về nho là chỉ có Bình Thuận, là Ninh Thuận là trồng được nho thôi, còn ở miền Tây mình là không trồng được. Thì nói chung là họ cũng rất hiếu kỳ. Theo ông Duy, nho mẫu đơn có tính kháng bệnh cao nhưng phải am hiểu đặc tính và kỹ thuật xử lý cho cây ra trái. Nho trồng ở Hàn Quốc có mùa đông, cây dồn dinh dưỡng về gốc, lá trên ngọn trụi hết nên xử lý cho ra trái dễ hơn. Còn ở miền Tây Nam Bộ, do chỉ có nắng mưa hai mùa nên phải can thiệp xử lý cho ra trái, bù lại có thể làm được cho cây ra trái hai mùa, còn ở Hàn Quốc chỉ có một. Cũng theo ông Duy, nho mẫu đơn có hương vị xoài, sữa, giá trị dinh dưỡng cao. Khi cấp đông có thể bảo quản được trong vòng 6 tháng mà trái không rụng khỏi cuống. Bà Bùi Thị Thanh Thủy, du khách thành phố Cần Thơ, nói. Thì rất là thích, tại vì mình nhìn thấy, mình rất là thích. Nói chung là lịch sự, dễ thương và rất là đẹp. Hiện những gốc nho mẫu đơn của ông được 3 năm tuổi và đang cho đợt trái thứ hai, sản lượng khoảng 2 tấn. Mỗi chùm nho có trọng lượng từ 500 đến 700 gram, giá bán 400.000 đồng một ký. Mô hình trồng nho mẫu đơn của lão nông hoàn toàn mới, được đầu tư hệ thống hiện đại. Vườn vừa mở cửa vào dịp lễ để đón khách đến tham quan và nhận được phản hồi rất tích cực. Việt Nam là quốc gia sản xuất quế đứng đầu thế giới, với diện tích khoảng 180.000 hectare, chủ yếu ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo Phát triển bền vững ngành quế Việt Nam năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp các đơn vị vừa tổ chức. Tại đây, ra mắt nhóm công tác đối tác công tư PPP về hồ tiêu và gia vị, tiểu ban ngành hàng quế. Năm ngoái, quế Việt Nam chiếm hơn 18% về sản lượng, nhưng chiếm gần 35% về thị phần xuất khẩu quế toàn cầu. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu quế số 1 trên thế giới, với kim ngạch đạt trên 292 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tính đến tháng 10 năm nay, nước ta xuất khẩu được gần 75.000 tấn quế với hơn 220 triệu đô la Mỹ, tăng 19% về lượng và giảm 1,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu quế trung bình 10 tháng đạt gần 3.000 đô la Mỹ một tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xuất khẩu chính của quế Việt Nam là Ấn Độ, chiếm gần 44% thị phần, tiếp đến là Mỹ, Bangladesh. Quế là sản phẩm có nhiều tiềm năng xuất khẩu, nhưng sản phẩm cũng chịu tác động trước xu hướng tiêu dùng xanh, giảm khí phát thải carbon. Sản phẩm phải truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, nhất là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật như Mỹ. Thị trường này kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các chất cấm.
Tuy đứng đầu thế giới về xuất khẩu quế, nhưng nước ta chưa có định hướng chiến lược phát triển bền vững ở cấp quốc gia, thiếu cơ chế để đưa ra những nghiên cứu nhằm kịp thời phản hồi yêu cầu của thị trường. Chất lượng cây giống còn bỏ ngỏ, chưa có nghiên cứu giống đầu dòng. Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho sản lượng quế Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so với năng suất quế thế giới. Nông nghiệp số. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ Mekong Connect 2023 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao và VCCI Cần Thơ tổ chức, hơn 100 doanh nghiệp trẻ trong nông nghiệp và các chủ thể OCOP mỗi xã một sản phẩm tham gia tọa đàm thúc đẩy bán hàng online qua nền tảng trực tuyến. Tại tọa đàm, các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện sàn thương mại, người được chú ý trên mạng xã hội và doanh nhân trong ngành nông nghiệp, chủ thể OCOP cùng trao đổi về xu hướng mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng. Từ đây cần thiết đa dạng kênh bán hàng. Trong đó có hơn 100 doanh nghiệp trẻ trong ngành nông nghiệp cả nước, từ biên giới phía Bắc đến Cà Mau tham gia tọa đàm cho rằng sản phẩm nông nghiệp bản địa hiện nay ngày càng được người tiêu dùng tìm kiếm. Vấn đề là làm sao tiếp cận được người dùng một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, việc bán hàng qua sàn thương mại điện tử và gần đây là bán trên nền tảng mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử giải quyết bài toán này khá hiệu quả. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đại dịch COVID-19 thay đổi thói quen tiêu dùng của thế giới và cả người Việt với nền tảng số. Tuy nhiên, khi bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đối với nông sản, các sản phẩm OCOP sẽ gặp những hạn chế về năng lực và khả năng tài chính, như cạnh tranh về giá, làm các chương trình khuyến mại. Để giải quyết vấn đề này, tháng 4 năm ngoái, TikTok Shop được cấp giấy phép ở Việt Nam. Đến tháng 3 năm nay, trung tâm ký hợp tác để có thể trợ giúp hiệu quả cho các chủ thể nhỏ, kết nối thẳng đến người tiêu dùng mà không cần trung gian. Đến nay, 10.800 sản phẩm OCOP của Việt Nam được live stream trên nền tảng TikTok Shop, kể 10.800 câu chuyện về giá trị bản địa, quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ và được người tiêu dùng tiếp cận đặt hàng trực tiếp. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp cùng 24 địa phương trong nước tổ chức live stream phiên chợ OCOP vào thứ Bảy hàng tuần. Đến nay, các bên tổ chức 700 phiên live stream sản phẩm nông nghiệp với hơn 300 triệu lượt xem, có tổng doanh thu 100 tỷ đồng. Định hướng của trung tâm là mời các người nổi tiếng live stream mà chọn ra 10 đến 15 chủ thể OCOP để đào tạo trở thành những người live stream bán hàng, chính thức mở kênh bán sản phẩm của mình, ông Tiến nói. Thương mại điện tử trên nền tảng mạng xã hội nó cho phép sự tương tác giữa người bán, giữa chủ thể với người mua. Thì các chủ thể ngoài cái việc thu được nguồn lợi về kinh tế, họ thu được một lượng rất lớn các thông tin phản hồi từ những người mua để cho các chủ thể tiếp tục chuyển mình, nâng cấp về chất lượng sản phẩm, về mẫu mã bao bì, về hệ thinh thái sản phẩm, phân khúc được thị trường. Thưa quý thính giả, sau 3 năm thực hiện đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đạt kết quả ấn tượng. 10 tháng qua, tăng trưởng của ngành cao nhất từ trước tới nay với hơn 5,8%. Tổng diện tích cang trái hơn 45.500 hectare, tăng hơn 2% diện tích, sản lượng tăng gần 30.000 tấn so với cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt hơn 11.000 hectare, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng năm nay ước được hơn 65.600 tấn, tăng hơn 3.700 tấn so với cùng kỳ. Nông nghiệp Hậu Giang tăng trưởng và chuyển biến mạnh về chất lượng. Người dân, hợp tác xã tiếp cận với công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm làm ra. Nhờ vậy, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Thúc đẩy chuyển biến này, thị xã Long Mỹ dành hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân đưa công nghệ vào sản xuất. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận sau. Mô hình trồng dưa lưới của hợp tác xã nông sản Mekong Delta Hưng Thịnh có hơn 6.000 mét vuông. Mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 125 tấn dưa Việt gáp. Hợp tác xã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn nước, dinh dưỡng, cho ra thị trường những sản phẩm sạch. Anh Nguyễn Thành Đạt, tổ kỹ thuật hợp tác xã nông sản Mekong Delta Hưng Thịnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang nói. Cái nông nghiệp công nghệ cao này thì nó vô nhà màng thì nó hạn chế được, hầu như là không có cái thuốc bảo vệ thực vật. Nó xài toàn sinh học thì nhiều.
với phân hữu cơ này nhiều. Rồi nó nâng tầm luôn cái trái cây của mình lên, cái giá trị cao hơn nữa. Cái chất lượng rồi cái bảo đảm sức khỏe của người tiêu dùng. Giá thành đầu tư thì nó thấp hơn ở ngoài đồng nhiều lắm. Hiện nay thị xã Long Mỹ có 83 tổ hợp tác, 31 hợp tác xã, trong đó hơn 50% sản xuất theo hướng công nghệ cao. Thị xã luôn quan tâm đến chính sách phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các chủ thể sản xuất với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Vườn rau hơn 1.000 mét vuông của anh Trần Thanh Ký, thành viên hợp tác xã nông sản an toàn Long Trị A. Cách đây 5 năm, anh được thị xã chọn xây dựng mô hình trồng rau ăn lá, ứng dụng công nghệ tưới cảm biến. Mô hình với kinh phí hơn 20 triệu đồng, trong đó thị xã hỗ trợ 50%. Từ khi áp dụng công nghệ này, giúp anh giảm giá thành sản xuất từ 15 đến 20% so với trước. Anh Trần Thanh Ký, thành viên hợp tác xã nông sản an toàn Đông Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết. Cái hệ nhà lưới tôi 1.000 mét vuông này là tính một tháng là tôi có cái đồng hồ riêng đó là một tháng nó khoảng 30-35 ngàn tiền điện mà thôi. Còn nếu mình tiết kiệm điện là nó tiết kiệm công tứ, thì ví dụ như bây giờ mình ngồi mình tứ thì nó lâu, đứng tứ nó lâu, nhưng bây giờ mình chỉ lại mình bật lên ở tứ nó rất là khỏe cho mình đó. Lợi nhuận ở khoảng 30-40% đó. Bà Lý Lệ Hoa, phó trưởng phòng kinh tế thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết thêm. Thị xã Long Mỹ thì là đơn vị có cái tiềm năng lớn trong cái phát triển nông nghiệp. Thì trong thời gian qua thì thị xã Long Mỹ cũng phối hợp với các cái ban ngành của tỉnh Hậu Giang để chuyển giao các cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm hướng tới cái nông nghiệp thông minh, là hướng đi mới nhằm xây dựng cái nền nông nghiệp văn minh, bảo vệ sức khỏe cho con người, thích ứng với cái biến đổi khí hậu trên địa bàn. Thời gian tới thì triển khai và nhân rộng với cái điều kiện phù hợp nhằm phát triển các sản phẩm có lợi thế cho địa phương. Thị xã Long Mỹ từng bước đưa nông nghiệp công nghệ cao trở thành hạt nhân trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần chuyển đổi ngành theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với định hướng của Hậu Giang, nông nghiệp là trụ đỡ cho nền kinh tế. Câu chuyện vừa rồi cũng kết thúc chương trình Tam Nông hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình ngày mai.